Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì Sơn cũng mới làm được cái cơm lê đánh bộ. Thì bây giờ Sơn sẽ quay cận cảnh trực tiếp cho mọi người xem nha. Đó. Thì thứ nhất là gừng câu nha mọi người. Đây là loại gừng câu mà 4,5 m nha mọi người. Thì Sơn cắt ra còn xài được 1,6 m nha. Đó, thì tính đầu vợt luôn là 1,9 m. Chỉ cũng như thế ha. Đó. Thì dây điện thì Sơn luồn ống nha mọi người cho mình sẽ an toàn ha. Đó. Luồn ống hết dây điện ra giật thì luồn ống hết nha, còn đầu bóp thì Sơn không có luồn nha mọi người, đầu bóp thì không quan trọng đó, thì nó cũng đầu bóp thì nó cũng ít có đứt dây lắm ha. Đó đây thì đầu bóp thì Sơn quấn băng cao đen nha, rất là đẹp nha mọi người. Sơn vô cái chụp thì cái chụp mũ thì nó sẽ nhìn nó không có đẹp bằng này hay mà, thì chụp mũ thì nó xài nó không được ôm sát càng câu nha mọi người. Thì Sơn sẽ làm thiết kế như thế này rất là tiện lợi và gọn gàng cho mọi người xài ha. Mình đâu có cần dây lên xuống nữa đâu. Đó. Đây dây điện thì Sơn luồn ở trong ống luôn nha mọi người, luồn vào ống nha nữa nó. Thì đầu thì đây thì Sơn bắn bằng keo nến nha, bắn ở trong rồi bắn ngoài luôn rất là chắc chắn nha mọi người. Mọi người xài thì rất cũng yên tâm ha, không có bị ruột ha, không bị xây ha mọi người. Nó lưới thì Sơn làm rất là tùng ha, inox thì Sơn làm 4 ly ha, bao xét cho mọi người ha. Nó là toàn cảnh là như thế. Rồi, lưới thì lưới chài nha mọi người, quên đó, đó lưới chài nhé, rất là nhẹ gọn không ứa nước. Đó thứ hai là cái chĩa ha. Đó thì cái chĩa với cây vợt đều đều bằng nhau ha, đều cắt ra cây câu 4,5 m là còn xài được 1,6 m ha. 1,6 m thì cái vợt ra nữa thì bao tắc nữa là 1,9 m nha. Đó thì sao tính như thế. Đó chĩa thì chĩa này mọi người, đó chĩa cũng là làm inox 4 ly nha mọi người. Đó keo nến thì sẽ bắn ở trong bắn ở ngoài luôn ha, đó rất là đẹp luôn ha mọi người. Đó dây điện sơn cũng luồn ở trong luôn hết luôn ha. Cơm lê đánh bộ này là 1,9 m nha mọi người, từ đầu dài sau chót ha. Đó điện ra 1,4 m, dây điện sơn quay cho mọi người xem ha. Dây điện là dây đồng 100% nha mọi người, của Kiwi ha. Đó dây đồng rất là bự luôn nha mọi người, rất là chắc chắn luôn, mình xài rất là bền luôn nha mọi người. Đó rất là nhạy điện luôn. Đó vàng ống luôn nha mọi người. Đó thì mọi người có ai xài bên Kiwi thì mọi người cũng đều biết cái dòng dây điện của bên đó này, rất là xài rất là ok nha mọi người. Đó rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì công lê này xin gửi đến anh khách ở ở Long An nha mọi người. Đó hồi hồi sáng anh có đặt mình ha, và bây giờ mình sẽ mới làm xong quay luôn. Thì anh có coi thì lên xem coi xem nha anh. Đó thì cái cơm lê này mình có thể mình đun lại được nha mọi người, mình đun lại còn được 1 m nha, nó có những cái khớp này nè ha, nó chỉ cần mình đun mình kéo về là nó sẽ đun lại còn được 1 m nha mọi người, cho mình đi xa rồi mình rất là gọn ha. Đó cơm lê đánh bộ 1,9 m như thế này Sơn bán với giá là 500k bao ship nha mọi người. Đó rất là gọn gàng và đẹp luôn mọi người. Hàng của Sơn thì mọi người đừng có nói đến vụ mà chất lượng, là hàng của Sơn làm nhà bao cho mọi người xài luôn đó. Đó mọi người cứ yên tâm mà sử dụng nha, rất là nhiều anh em đã sử dụng bên Sơn thì được rất là phản hồi rất là tốt mọi người. Đó gọn gàng đẹp đẽ luôn ha, an toàn đó. Đó rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video Sơn nha, bye bye mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo xin nhé. Bye bye.